Lee Seung Kim và mỹ nam Ben Howe sẽ yêu nhau trong phim mới về showbiz. Theo Zombie đưa tin, tiên nữ cửu tả Lee Seung Kim xác nhận đóng vai chính trong phim mới của TVN có tên là Shooting Star, sánh vai cùng cô là Kim Yeon-dae, mỹ nam trong phim Ben Howe. Shooting Star khai thác những câu chuyện ở hậu trường làng giải trí xứ Kim Chi mà không được nhiều người biết đến. Đó là quá trình làm việc cật lực của đội PR nghệ sĩ, đội ngũ quản lý, phóng viên. Đây là những con người giữ vai trò quan trọng trong việc xử lý những rắc rối, dọn dẹp những mớ hỗn độn mà người nổi tiếng tạo ra, đồng thời âm thầm đóng góp mồ hôi, công sức để các ngôi sao tỏa sáng trước công chúng. Dự án mới của TVN do biên kịch Choi Yong-woo chấp bút, đồng thời được dẫn dắt bởi đạo diễn Lee Soo-hyun. Trong lần trở lại màn ảnh này, Lee Seung Kim và Kim Yeon-dae hóa thân thành một cặp quyết không đội trời chung. Lee Seung Kim vào vai Oh Han-bil, trưởng nhóm quan hệ công chúng tại một công ty quản lý người nổi tiếng. Cô được mô tả là một cô gái sắc sảo, nhạy bén, chuyên nghiệp và có khả năng xử lý khủng hoảng tuyệt vời. Với kỹ năng xuất sắc của mình, cô nhanh chóng chiếm ưu thế trong ngành và trở thành trợ thủ đắc lực cho những ngôi sao nổi tiếng. Kim Yeon-dae vào vai ngôi sao đình đám Gong Tae-sun, nhân vật này là một nam nghệ sĩ được yêu thích bậc nhất làng giải trí và khiến fan nữ điên đảo vì nụ cười thiên thần, tính cách lịch thiệp và chưa từng dính bê bối suốt nhiều năm gia nhập showbiz. Tuy nhiên, đằng sau hào quang của một ngôi sao, Tae-sun lại là một người rất thích cạnh tranh, hơn thua và dễ nổi nóng. Màn hợp tác giữa Lee Seung Kim và Kim Yeon-dae cũng nhận được sự chú ý từ công chúng vì ngoại hình quá xuất sắc của cặp đôi. Phim dự kiến bấm máy vào tháng 9 tới. Cùng chờ đón sự bùng nổ của cặp đôi màn ảnh mới này nhé.